Hàng nóng, hàng nóng, hàng nóng. Siêu phẩm vừa ra lò đây. Duy Tùng Dreamland xin chào quý anh chị và các bạn nha. Lô này, lô đất này mà không quý vị anh chị mà không thích và không yêu thì cũng không thể yêu lô đất nào nữa. Vâng, một siêu phẩm có thể nói là độc nhất vô nhị. Vâng, lô đất ba mặt tiền. Ba mặt tiền rất là đẹp. Phù hợp với đầu tư, phù hợp với nghỉ dưỡng. Tổng diện tích là 450 mét. Vâng, 450 mét quý anh chị nha. Đây, lô đất 3 mặt tiền đây. Và đường trước mặt đây. Đấy, đường ô tô đều vào được hết. Đấy, đi lại rất thuận tiện. Tổng diện tích là 450 mét. Đấy, rất là đẹp. 3 mặt đường như nhau. 450 mét mảnh đất 3 mặt đường tại Hòa Trúc, Hòa Thạch, Quốc Oai. Vâng, đây, xung quanh quay xung quanh đất để cho quý anh chị chiêm ngưỡng một lô siêu phẩm có thể nói là em hoa hậu chân dài. Vâng, em hoa hậu chân dài đây, lô đất ba mặt đường. Đấy, đây là một mặt đường nữa, tường bao đã xây xung quanh rồi, rất là đẹp, rất là nổi, nổi cả một vùng luôn. Nếu mà ai đứng tại vị trí của em đây thì sẽ nhìn thấy em nó là yêu em nó luôn rồi. Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vâng. Đấy, quý anh chị thấy không? Xung quanh đây thì lô đất này có vị trí gần với DH09 tại Hòa Trúc, Hòa Thạch, Quốc Oai. Cách DH09 khoảng tầm 100 m thôi. Vâng. Cách đại lộ Thăng Long khoảng tầm 3 km. Vâng. Và cách trung tâm Hà Nội là 40 km. Lô đất 3 mặt đường, tổng diện tích là 450 m tại Hòa Trúc, Hòa Thạch, Quốc Oai. Cách DH09 chỉ khoảng tầm 100 m. Đúng 100 m là ra DH09 luôn quý chị ạ. Vâng, đây là chúng ta cùng quan sát xung quanh mảnh đất bên dưới. Và đây, phía tay em chỉ đây, chạy thẳng phía tay em chỉ nó là ra đường DH09, chỉ khoảng tầm 100 m thôi. Đấy, đây tay em chỉ là phía đấy là trục đường DH09 sau này rồi. Đường thông quý chị nhá, đường thông. Vâng, lô đất rất là đẹp. Nếu ai có nhu cầu một mảnh đất nghỉ dưỡng thì lô này cũng rất là hợp lý. Bởi vì ba mặt đường, ba mặt thoáng. Mà tìm một lô đất ba mặt thoáng tại khu vực này thì không có hàng. Vâng, đây là lô duy nhất và hàng nóng vừa mới ra lò xong. Đấy, ba mặt đường quý chị nhá. Không thể đẹp hơn. Bây giờ em sẽ cùng bay lên cao để cho quý chị biết được vị trí của lô đất, xung quanh lô đất như thế nào. Còn phía dưới thì không có gì để chê được rồi. Quá là đẹp. Vâng, đây, Duy Tùng cùng quý chị và các bạn bắt đầu thưởng lãm mảnh đất từ trên cao. Đấy, quý vị có thể thấy không? Vuông như một bánh chưng. Kiếm một lô đất thứ hai mà vuông như này, mà ba mặt đường như nhau. Đấy, tại Quốc Oai thì cực kỳ hiếm. Đấy, quý vị có thể thấy là từ lô đất trước mặt, phía trước nó là đường DH09, chính là trục DH09 sau này sẽ triển khai. Từ lô đất ra trục DH09 chỉ khoảng tầm 100 m thôi ạ. Đây, em bắt đầu là quay xung quanh vị trí của lô đất cho quý anh chị và các bạn có thể nhìn vị trí kỹ hơn. Lô đất có vị trí là tại Hòa Trúc, Hòa Thạch, Quốc Oai. Vâng, Hòa Thúc, Hòa Trúc, Hòa Thạch, Quốc Oai. Đấy, quý vị thấy xung quanh của lô đất thì dân ở rất là nhiều. Vị trí của lô đất cách khu công nghệ cao Hòa Lạc chỉ khoảng tầm 3 km thôi. 3 km ạ. Đấy, đường trước mặt quý anh chị nhìn kỹ hơn chính là DH09 đó. Chính là cái trục đường mà dài dài đó là đường DH09 đây. Em cùng quý anh chị là bay gần hơn để xem kỹ hơn đường DH09. Vâng. Đó, đường phía dưới flycam của chúng tôi là nó là đường DH09. Là trục chính của DH09 sau này sẽ triển khai. Nó rất gần với mảnh đất. Và phía xa xa đó là hồ Hòa Thạch. Đây, trục DH09 đấy ạ. Đó, đi vào mảnh đất rất là gần. Vị trí của mảnh đất là cách trung tâm Hà Nội khoảng tầm 40 km. Vâng, cách trung tâm Hà Nội 40 km. Đây, xung quanh thì rất nhiều nhà ở. Lô đất này phù hợp nếu quý anh chị nào cần một lô đất nghỉ dưỡng nhỏ nhắn xinh xắn thì rất là hợp lý. Bởi vì lô đất có 3 mặt thoáng, không thể có mảnh thứ hai. Vâng,
quý anh chị quan tâm đến lô đất này thì xin hãy thông tin ngay với em. Cảm ơn quý chị đã theo dõi. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.